Đây là đầu cái đường V3, đường dẫn lên núi lớn Vũng Tàu. Con đường này lúc nào cũng vui vẻ, đông đúc từ sáng cho đến chiều tối. Đặc biệt là lúc từ 2 giờ chiều là người ta bày bán. Ở đây thì quý vị thấy đó, ở bên đường đó, tất cả các quán ăn, quán nước người ta bày ra đây để cho những người ngoài cái khách du lịch, còn có thêm khách những người mà ở Vũng Tàu người ta đi tập thể dục trên cái núi lớn này. Phía trước đó là ngoài dàn quán ăn, quán nước, rồi còn có những cái bãi giữ xe để cho những người ở cái khu Vũng Tàu này đó. Bên tay phải là cái chỗ giữ xe đó quý vị, cho những người họ chạy xe từ trong cái khu thành phố Vũng Tàu đến đây, họ gửi xe và họ lội bộ lên núi và tập thể dục. Trên cái đường này nó có rất là nhiều chùa nha quý vị, tôi nhớ được khoảng 4 cái chùa đó, có 2 cái chùa Tạo và 2 cái chùa nhiều hơn 4 cái chùa, tôi nhớ chỉ được 4 cái đó. Trên cái núi lớn này, trước đây, trước thời điểm 2005, nó có 2 cái đài radar của Mỹ, của người Mỹ để trên đó rất là lớn. Rồi đến khi đến năm 2006, 2007 gì đó thì cái cơn bão khủng đó, nó vô Vũng Tàu, nó làm chết nhiều người, thì nó bay luôn cái, nó bay mất một cái đài radar. Và cho đến khi người ta cấp giấy phép để cho làm cái dự án khu du lịch Hồ Mây á, ở trên núi á, thì cái radar còn lại cũng được khiêng hoặc đi bán phế liệu ở đâu. Bây giờ thì không biết nó, người ta bỏ nó ở đâu, rất là đáng tiếc. Vì nó gần như là một cái biểu tượng của Vũng Tàu. Ai mà đi xa, người ở Vũng Tàu về tới Bà Rịa nhìn lên núi lớn là thấy cái hai cái dàn radar đó. Và bây giờ thì không còn nữa. Trên này thì người ta đi tập thể dục nhiều dữ lắm. Hồi xưa ở đây tôi cũng hay đi tập thể dục, nhưng mà từ khi có cái dự án Hồ Mây là người ở trên đó người ta sạc cái đỉnh ngọn núi ra, họ làm khu du lịch đó, tôi không lên đó nữa. Gần như tôi tẩy chay tất cả những cái khu nào mà phá hoại tài nguyên thiên nhiên. Tí nữa quý vị đi lên trên này có thể thấy cái cáp treo nó chạy từ dưới biển chạy lên. Và hôm nay tôi sẽ đi đến ngay cái điểm tập kết, tức là cái khu mà gia đình của bộ đội hồi xưa ở đây họ giữ núi, họ buôn bán, họ bán quán ăn, bán quán nước, đồ ăn vặt rất là nhiều, đủ các loại đó cho khách leo núi, nạp năng lượng để leo núi và xuống núi. Cái chỗ cua này quý vị thấy đẹp đẹp, cái chỗ cua này người ta tự tử là chết nhiều lắm nha. Người dân Vũng Tàu thất tình phá sản buồn chuyện gia đình cũng hay ra chỗ này đây, một năm chết mấy mạng đây đó. Đó quý vị thấy không, đó cáp treo, đó cáp treo nó chạy từ dưới biển chạy lên đó, chạy dưới chỗ cái bãi biển đối diện cái quán cà phê Bạch Dinh đó, nó chạy lên đó. Cái núi lớn này nè, thực ra núi lớn và núi nhỏ nó có tác dụng rất tốt trong việc chắn gió chắn bão như quý vị. Họ làm cái dự án Hồ Mây này thì tất nhiên là cái núi phải được san bằng. Ô, tới đây có khỉ nè, trời đá ta đổi, trời không có cái gì cho anh ăn à. Quên đem gì rồi, không cho tụi con ăn rồi. Ở giỏi đây. Bữa này quên đem mà hồi xưa ở dưới kia kìa. Sao bữa này dư giờ lên đây? Anh á, ở dưới này nè. Hả? Hồi xưa nó ở dưới khe này chứ không ở đây. Nó ở trên này chứ. Không, ở dưới này nè. Ở dưới này du khách cho nó ăn rồi. Quên đem rồi cho nó ăn rồi, con kia nó cầm gì ta? Con to kia chụp cũng được. Xong được. To hơn. Xong được. Chào, chào con.
Hello, hello. Hello. Quên em rồi. Hello, hello. Cười cái coi. Cười cái coi. À. Nó giật, nó giật. À, không có giật. Giật cái điện thoại lấy sao giật được con? Không phải đồ ăn. Ừ. Bữa nay quên em đồ ăn rồi nha. Ừ. Cưng quá, thôi đây nha. Ừ. Khỉ ở trên này rất là nhiều quý vị. Giờ khoảng 3 giờ rồi, chiều mát tí nữa. Nó ra rất là nhiều. Nó ra nó nhận đồ ăn từ du khách với những người Vũng Tàu lên đây họ cho nó nè. Nó trên núi nó xuống á. Trên này nó còn sóc nữa, còn chồn nữa. Là cái đàn khỉ nữa nè. Cái thời điểm mà dịch căng thẳng á, không có ai, không có khách du lịch rồi người ta cũng không lên tham quan á, là nó tràn vô thành phố nha quý vị. Cái con khỉ to to này đó, nó giống lắm, nó giống con khỉ to to nãy tôi có chụp hình đó, mà nhiều con to vậy. Nó đi rất là xa, nó đi ra gần tới biển Bãi Sao luôn, mà từ ở núi lớn này mà đi lên đó, ra đó cũng khoảng là 5-6 cây đó, mà nó đi ra đó nó kiếm ăn, nó tràn vô thành phố rất là tội. Rồi sau khi bớt dịch đó, khi báo chí đưa tin đó, thì một số người dân họ mới đem trái cây lên đây, họ cho những con khỉ này ăn này. Bây giờ nó thành thói quen rồi, với lại chắc trên núi này thực sự mà từ khi làm cái dự án Hồ Mây này thì chắc cây cối cũng bị chặt phá nhiều, nó đâu có còn thức ăn đâu. Cho nên bây giờ nó phải trông chờ vào du khách, và nhiều khi nó cũng thành một cái thói quen. Nó được chủ khách cho ăn nhiều rồi, cứ chiều chiều là nó xuống đây, nó đợi thôi, chứ nó cũng làm biến kiếm ăn. Là cái khu mà gia đình quân nhân người ta bán, chỗ này nó có một cái trạm chốt, không có lên núi được, muốn thì có thể phải mua vé. Hồi xưa chưa có cái Hồ Mây này thì đi thoải mái, bây giờ ta phải chặn tại đây để người ta phục vụ cho cáp treo. Ở khu này nó còn hệ thống cái lô cốt của người Pháp họ xây nè. Khu này nó còn mấy cái lô cốt hồi xưa nè quý vị. Nhưng khu này mới nè, cái chùa phía sau này, cái chùa mới nè, tôi nghĩ mai mốt làm cái chùa này mới chắc tiêu luôn mấy cái lô cốt này. Ủng nè, tiêu mấy cái lô cốt này là ủng nè. Này nó cũng cái lô cốt này nó cũng xứng đáng là cái di tích đó, cái này nó di tích lịch sử đó, phải không? Khi người Pháp họ, khi Việt Nam còn là thuộc địa của người Pháp, họ xây lô cốt đây nè, trên núi lớn và họ khống chế tàu thuyền từ ngoài khơi đó, họ đặt súng ở đây chứ không thể gì đó, nắng quá đó, quá trời luôn, 4-5 cái lô cốt dài đó, lô cốt đó. Phía sau đó là biển, là tôi đang đứng ở phía dưới, mình thử tôi chỉ quay thấy cái lô cốt thôi, thấy biển đó. Khu này là khách du lịch nhộn nhịp đó, lên trong cái núi lớn chỗ này để điểm tập kết để ăn nước để đi lên Hồ Mây nằm phía trên. Khu này là vợ của mấy ông bộ đội không, mình được bán ở đây.